Vâng, chào các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 7, 2019 thì chúng ta có mặt ở đây. Và đây là chương trình 2 mà chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp cái đoạn đường mà ông Trịnh Xuân Thanh và cô Đỗ Thị Bình Phương đã đi từ khách sạn này ra tới chỗ mà bị bắt cóc. Và bây giờ tôi xin mời các bạn cùng xem cái chỗ mà khách sạn mà họ đang ở, mà họ từng ở. Vâng, đây là khung cảnh ở phía sau và phía xung quanh của khu khách sạn này. Để các bạn biết, đây là một cái khu khách sạn rất đẹp là Sheraton, và nó nằm ngay ở chỗ một cái bờ sông. Và đây là những cái người mà sang dự những cái hội nghị lớn, hoặc là những cái quan chức cán bộ cấp cao của Việt Nam sang. Ngay cả chủ tịch nước, cựu chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang cũng đã sang đây, và họ đã dự ở đây, mời Việt kiều bào ở đây dự những cái cuộc họp gặp gỡ rất đông. Và đây là khách sạn Sheraton, nơi ông Trịnh Xuân Thanh, đây các bạn xem, nơi ông Trịnh Xuân Thanh và cô Đỗ Thị Minh Phương đã thuê cái thời gian từ ngày 19 tháng 7 năm 2017. Đây là cô Đỗ Thị Minh Phương, các bạn thấy. Đấy. Đấy. Vâng. Và tôi xin đi gần một chút về cái khách sạn này để các bạn cùng xem cái quang cảnh khách sạn như thế nào. Ở đây là hình ảnh của khách sạn. Và trong khách sạn này thì các bạn, tiền phòng của nó rất là đắt. Đây là khu khách sạn mà nơi cô Đỗ Thị Minh Phương và ông Trịnh Xuân Thanh đã ở. Và trong kia đấy là những cái khu phòng tiếp lễ tân, cũng như là những cái nơi mà khách người ta đến để đăng ký khi vào. Và đây là ngay khách sạn này, ngay phía trước là những cái dòng sông rất nhỏ đẹp chảy phía trước. Và đây là tên của khách sạn Jonathan đó. Đây các bạn xem. Và cũng tại buổi sáng định mệnh đó là ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì đã xảy ra một sự kiện là ngay tại đây, từ đây đi ra chỗ khu công viên thì đã có cái vụ án bắt cóc xảy ra. Và đây là hình ảnh của khách sạn Sheraton, nơi cô Đỗ Thị Minh Phương đã ở cùng ông Trịnh Xuân Thanh. Đây các bạn cùng xem. Và trên kia, những cái phòng trên kia là cái phòng mà cô Đỗ Thị Minh Phương đã thuê và cùng ông Trịnh Xuân Thanh đã ở đó trong thời gian mà trước vụ bắt cóc xảy ra ít ngày. Đây là hình ảnh khách sạn. Đấy, các bạn thấy, trong kia là khách sạn, và trong những cái kia là những cái chỗ mà cái lều, những cái ô đó là buổi sáng là Đỗ Thị Minh Phương và Trịnh Xuân Thanh đã ngồi đó để ăn sáng với nhau. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Và cũng từ đây tôi xin mời các bạn đi tiếp một chút để bắt đầu chúng ta đi thêm cái hành trình mà bắt cóc đã xảy ra, cái vụ bắt cóc này đấy. Đây là buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì từ đây Đỗ Thị Minh Phương cùng ông Trịnh Xuân Thanh đã đi trên con đường này để đến đi dạo ra cái dòng sông đằng kia. Và chúng ta bây giờ sẽ đi cùng với cả để xem họ đã đi con đường nào và đã xảy ra chuyện gì trên dọc những con đường đó. Chúng ta hôm nay đi đúng cái lộ trình mà trước đây đã xảy ra cái vụ bắt cóc. Và đôi tình nhân này là hai người đã đi dạo theo đúng con đường này. Đây là con đường mà họ đang đi. Từ đây đi ra đằng kia, chỗ mà xảy ra vụ bắt cóc là khoảng mất 10 phút. Bây giờ chúng ta cùng đi. Ở bên phải chúng ta là một dòng sông rất đẹp. Đấy. Và đây là khu khách sạn. Vâng. Và ngay gần đây có một cái khu khách sạn khác, và cách chỉ có 100 m. Đấy là khách sạn Berlin. Và tại khách sạn đó thì ông Đường Minh Hưng, tức là Trung tướng Đường Minh Hưng, đã cùng với một số mật vụ khác đã thuê và đặt phòng ở ngay sát đó để theo dõi đôi tình nhân này. Thì bây giờ chúng ta sắp đến cái chỗ có khách sạn Berlin rồi. Đây các bạn thấy không? Đây. Ngay sau cái đèn đỏ kia, các bạn nhìn thấy không? Cái đèn đỏ đấy, đấy là cái khu khách sạn Berlin, Hotel Berlin. Đấy. Đấy, sau cái đèn đấy. Thì đấy là khu khách sạn mà ông Trung tướng Đường Minh Hưng đã thuê. Và bây giờ chúng ta cùng đi một chút ra phía đó để chúng ta biết. Đấy, đấy khu khách sạn Berlin. Và từ đây, từ khách sạn Sheraton đây các bạn nhìn xem, đây là khách sạn Sheraton, cho đến cái khách sạn Berlin kia thì rất gần. Đấy, rất gần. Đấy là nơi mà ông Đường Minh Hưng đã cùng với một số mật vụ khác đã ở đó để theo dõi hai người này. Bây giờ chúng ta đi tiếp theo cái lộ trình đúng như là cô Đỗ Thị Minh Phương và ông Trịnh Xuân Thanh đã đi trong cái thời gian vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 mà trước khi bị bắt. Đây họ đi dạo đúng theo cái đường này. Đây là con đường các bạn xem, rất đẹp. Và nước đây là cũng là hình ảnh của nước Đức, nơi mà rất nhiều người Việt Nam đã đến tham quan, đến chơi, và rất nhiều người Việt Nam đã định cư ở đây. Và bản thân ông Trịnh Xuân Thanh thì cũng là một cái người đã từng được học ở Đức, đã từng sang Đức để làm việc một thời gian trước khi ông ta về Việt Nam để công tác. Cho nên có lẽ là ông ta rất là thích nước Đức. Đây các bạn xem, đây là con đường này, chính con đường này là cô Đỗ Thị Minh Phương đã đi, như những người như thế này. Đấy, đang đi dạo để từ đây họ đi ra cái công viên lớn của Berlin. Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị sang khu vực khác, chuẩn bị rẽ phải. Để khi rẽ phải cái thì chúng ta sẽ qua chiếc cầu kia. Và đây, cái vụ bắt cóc nó xảy ra là ngay gần cả những cái trụ sở trung ương đảng của đảng CDU, là đảng lớn nhất của nước Đức. Thì đây là cái điều rất là tai hại. Đây là hôm nay thời tiết ở Đức rất là nắng, thì cũng tương tự như là cái thời tiết mà hôm trước, cách đây 2 năm mà cái vụ bắt cóc xảy ra. Đây là dọc cái đường này, bắt đầu họ sẽ đợi ở đây và họ qua đường ở đây để họ sang cái khu vực mà có cái cột chiến thắng đằng kia, nơi mà cái vụ án bắt cóc xảy ra. Đây là trụ sở trung ương đảng của CDU, đảng CDU của mà bản thân bà Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện nay đang lãnh đạo đất nước. Bà cũng thuộc đảng CDU. Đây là con đường mà Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Thị Minh Phương đã đi trước khi bị bắt cóc có vài phút. Đúng con đường này. Vượt qua hai cái đèn đỏ thì chúng ta sẽ sang khu cầu ở bên kia đường. Đây. Và đôi tình nhân đó đã đi đúng con đường này các bạn thấy. Mà bên cạnh đường ấy thì các bạn thấy cũng có rất nhiều những phương tiện khác là ô tô qua lại, rất đông đúc. Và trong cái phiên tòa xét xử thì họ cũng do các cảnh sát và cũng những người nhân chứng họ cũng nói rằng là cái con đường này là đường tập trung rất nhiều đại sứ quán của các nước. Và phong cảnh thì các bạn thấy là rất là đẹp, cũng sông nước. Thế nhưng mà mật vụ Việt Nam đã rất táo tợn, bởi vì là đã bố trí người để bắt cóc ở ngay cái khu vực mà trung tâm của nước Đức, ngay trung tâm trụ sở đảng, các đảng phái của nước Đức ở đây. Thì đấy là cái điều mà rất là tệ hại. Đây các bạn xem, đây là con đường mà chúng ta đang đi, tiếp tục đi. Và chúng ta đang đi bộ theo con đường, đúng cái con đường mà đã bị bắt cóc trước đó. Kia là trụ sở trung ương đảng. Đấy, cái cờ đấy là cờ CDU. Các bạn thấy CDU là cái đảng mà đang cầm quyền ở Đức đấy. Bắt cóc ngay trước cái trụ sở trung đảng của họ luôn. Và bên cạnh đó là đại sứ quán của rất nhiều nước, nơi mà có rất là nhiều những cái cán bộ, tức là những người cảnh sát người ta canh gác hàng ngày ở đấy. Thế nhưng mà mật vụ Việt Nam rất táo tợn, vẫn bắt cóc ngay trước mặt, bởi vì họ không ngờ rằng là xảy ra chuyện đó. Chính vì vậy mà cho đến thời điểm này, cái hiệp định mà tức là hộ chiếu ngoại giao hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao đã giữa Đức và Việt Nam đã bị đình chỉ, tức là tất cả những cán bộ ngoại giao Việt Nam khi sang Đức đều phải xin visa hết. Ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa qua có sang Đức thì cũng phải xin visa như những người khác. Đây là con đường mà chúng ta đang đi. Đúng cái lộ trình này thì hai người là Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Thị Minh Phương đã đi cách đây đúng 2 năm. Và chúng ta chỉ đi thêm khoảng 100 mét nữa thôi thì chúng ta sẽ đến cái chỗ, đúng cái chỗ đấy thì mật vụ Việt Nam đã táp xe vào và bắt cóc hai người này. Chúng ta đang đi. Đây là khu nhà của công sở của Đức. Ở bên kia là đại sứ quán của nhiều nước khác nhau. Đấy, các bạn thấy họ treo quốc kỳ của họ. Đấy, bắt cóc táo tợn, rất táo tợn. Đấy. Đấy, chúng ta sắp sửa sang đường. Đấy, bên kia là đại sứ quán của Malaysia đấy, các bạn thấy không? Đấy. Trong phiên tòa xét xử thì cũng nói rằng là hai người này đã bị đi qua khu vực và rất nhiều đại sứ quán các nước. phải nói là hệ thống an ninh an toàn thì rất tốt. Đấy, nhưng mà họ vẫn bị bắt cóc. Đấy các bạn thấy, còn đây là đại sứ quán của Azerbaijan. Đấy. Cũng là trên cái con đường này là có đại sứ quán của những cái nước như thế này. Họ nằm, họ đặt ở đây. Và có cả cái khu vực là gọi là trung tâm văn hóa của Trung Quốc cũng nằm đây, các bạn thấy không? Đấy. Đây là khu vực đây Trung Quốc, đây là Trung Quốc họ thuê hẳn cái khu vực, cái tòa nhà rất đẹp này, họ xây dựng lên, họ có mua gì đó để họ làm thành cái trung tâm văn hóa. Đây, họ quảng bá văn hóa ở Đức. Đấy. Bất cứ ai cũng có thể vào đây để có thể tìm hiểu cái văn hóa Trung Quốc. Đây các bạn thấy không? Những cái biển Trung Quốc đây. Đấy. Đây là trung tâm văn hóa. Và chúng ta đi tiếp tục thì sắp đến cái chỗ mà xảy ra vụ bắt cóc rồi. Còn bên kia thì đại sứ quán các nước, rất nhiều các nước khác nhau đang nằm liên tục ở cái dọc trục đường này. Bởi vì trục đường này là trục đường trung tâm ở Berlin, và từ đây đi ra cái nơi mà bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, tức là phủ thủ tướng cũng như là phủ tổng thống, thì rất gần, chỉ có vài trăm mét thôi. Thì đấy là cái điều mà tệ hại. Đây, các bạn xem. Đây là những cái tòa nhà của những cái quỹ Konrad Adenau. Cái quỹ này họ đã hỗ trợ nhiều cho Việt Nam lắm. Những cái quỹ này, Konrad Adenau, đây tòa nhà của họ. Đấy. Và tôi cũng nhiều lần dự ở trong những cái tòa nhà này. Đấy. Và hai người đó tiếp tục đi theo con đường này để đến cái chỗ cây xanh đằng kia là bắt đầu vào khu công viên rất lớn của Berlin. Đấy các bạn thấy. Và họ cũng đi như những người kia thôi, cũng đi bộ, đi dạo. Đấy, và chúng ta đang đi sắp đến nơi rồi. Ở bên kia các bạn thấy là tiếp tục là những khu đại sứ quán của các nước rất lớn, của Đan Mạch chẳng hạn, Phần Lan chẳng hạn, rất nhiều. Đấy, ngay bên cạnh này là qua một cái nhà thờ đây, cũng có nhà thờ nữa. Đấy. Và chúng ta đi tiếp. Thì ngay bên kia rồi, ngay bên kia đèn xanh đèn đỏ là đến cái chỗ mà hai người đã ngồi nói chuyện với nhau trước khi bị bắt cóc. Và đây là dọc cái trục đường lớn. Và trong cái lúc mà hai người đang đi bộ này thì chắc chắn là có rất nhiều xe mật vụ Việt Nam dưới vỏ bọc là những cái người sang Đức công tác và dùng hộ chiếu ngoại giao để vào Đức không cần visa. Thì họ đang đi, có thể đi chậm chậm thôi, họ đi chậm chậm đi theo. Đấy, và chúng ta chỉ còn khoảng 50 mét nữa là đến cái chỗ bị bắt cóc. Thì cái đôi về hai cái người này, ông Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Thị Minh Phương vẫn cứ không biết gì, vẫn đi vui vẻ với nhau như những người đi dạo như thế này. Các bạn thấy, đất nước họ rất thanh bình, không có còi, không có bấm còi gì hết, đúng không ạ? Suốt từ nãy giờ chúng ta đi hơn chục phút mà chúng ta không thấy bất cứ tiếng còi nào. Bởi vì các pháp luật ở đây nó rất nghiêm minh và họ tôn trọng những cái quy định của giao thông công cộng. Đấy. Đấy các bạn thấy đây là ngã tư rất lớn, và đằng sau kia là cái khu công viên nơi mà hai người đó đã đi dạo một lát trước khi bị bắt cóc. Đấy. Và cái thời điểm mà bắt cóc mà xảy ra là sau 10 giờ, sau 10 giờ sáng, tức là họ vừa ăn sáng xong thì họ đang đi dạo trên cái đường này. Đấy. Và đến đây, chính những người đi xe đạp như này các bạn thấy không? Những người đi xe đạp này họ đã phát hiện, họ đã nhìn thấy cái vụ bắt cóc xảy ra, và họ đã có những người lái ô tô, lái xe họ đuổi theo. Họ đuổi theo chiếc xe đó. Đây các bạn xem. Đây là công viên Tiergarten Berlin, các bạn thấy không? Đấy, nơi đã xảy ra vụ bắt cóc. Đấy, còn đây là sơ đồ của công viên đó. Nó rất lớn. Công viên này rất lớn. Và đi dạo trong này thì có mà cả ngày. Đấy, mà ngay giữa trung tâm Berlin luôn. Ở đây thì không khí trong lành. Và trong này thì mặc dù là một cái thủ đô nhộn nhịp hàng đầu của châu Âu, nhưng mà ở đây các bạn thấy những cái phong cảnh, những cái dòng sông, những con suối nó vẫn cứ an bình nó thế. Đấy, đây là suối nước trong veo ở ngay giữa thủ đô Berlin. Đấy các bạn thấy không? Và tất nhiên là những cái đôi tình nhân đó thì họ đi dạo trong những cái suối này. Đấy. Và chúng ta đi tiếp đến chỗ mà bị bắt cóc. Đây. Đúng cái chỗ mà hai người đang đi kia, các bạn thấy không? Đúng chỗ đó đã xảy ra cái vụ bắt cóc. Đấy, còn trong kia là cả những cái rừng rất lớn giữa thủ đô Berlin. Các bạn thấy không? Mà đi dạo trong này mát, rất mát. Đây. Đây, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây chính là cái nơi mà đã xảy ra vụ bắt cóc đó. Và bây giờ tôi sẽ dựng máy một chút để tiếp tục tường thuật với các bạn thêm chi tiết về cái vụ bắt cóc xảy ra cách đây đúng 2 năm. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Và ngay ngoài kia là bên đường xe ô tô. Và các bạn thấy rất rõ là cái đó là cái nơi mà xe mật vụ Việt Nam đã đỗ ở đó, họ đỗ ở đó để họ bắt cóc. Đây. Vâng. Đây, tôi xin quay lại camera. Vâng. Thì đây tôi xin quay lại hình camera một chút. Đây là cái chính cái nơi này, đây là cái nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã bị bắt cóc. Và cách đây đúng 2 năm các bạn nhé. Đúng 2 năm chỗ này. Và tại đây thì khi họ đang đi dạo trong những khu công viên như thế kia, các bạn thấy trong khu công viên này này, công viên rất đẹp. Đấy. Khu công viên như vậy. Và đang đi dạo trong đó, thì họ đang đi ở trong đó đi ra thì một đám mật vụ theo như cái miêu tả trước tòa thì họ nói rằng cái số lượng mật vụ này cỡ khoảng 6 đến 8 người. Họ đã từ hai bên họ lao vào chụp lấy ông Trịnh Xuân Thanh. Đầu tiên họ vào họ chụp ông Trịnh Xuân Thanh đã. Đấy. Sau đó họ theo miêu tả của những nhân chứng nhìn lại thì họ nói là chụp ông Trịnh Xuân Thanh vào khống chế thế nào. Và họ ném ông Trịnh Xuân Thanh lên trên xe như những bao khoai tây. Tức là những cái người nhân chứng như là đi xe đạp ở đây các bạn thấy. Họ đi dạo đây rất nhiều, họ thấy là ném lên bao khoai tây. Và sau đó thì cô Đỗ Thị Minh Phương cũng bị như vậy. Đấy, cũng bị bắt như vậy và ném lên trên xe cũng như bao khoai tây. Và chính chỗ này, cái chỗ này đây các bạn đây, đấy, ngay chỗ này tôi quay camera một chút. Đấy, thì đến chỗ này thì là chúng ta thấy cái chỗ mà người ta đang đậu xe ô tô đó, xe đạp đó. Đây chỗ này, chính cái chỗ này là cái nơi mà xe mật vụ Việt Nam đã dùng một chiếc xe bút nhỏ, gọi là xe ở nhà là gọi xe Volkswagen VW bút nhỏ T5 đỗ ở đấy, táp ở đấy. Và sau đó là lôi cô Đỗ Thị Bình Phương ném vào đó và chị Thanh ném vào đó. Và sau đó họ vội vàng nhảy lên xe và chiếc xe vụt lao đi. Đấy. Và tất nhiên là đi kèm với chiếc xe này là có những cái chiếc xe con khác mà những cái người mà mật vụ, tức là họ theo dõi, họ sẽ đi theo để họ theo dõi tiếp. Và từ đây đã chạy chiếc xe bắt cóc đó, đã chạy thẳng đến đại sứ quán của Việt Nam tại Berlin. Đấy. Và từ đó là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhốt ở trong đại sứ quán Việt Nam Berlin 2 ngày. Đấy. Và từ đó sau đó đến ngày 25 tháng 7 năm 2017 thì ông ta đã bị chở từ đại sứ quán Việt Nam ở Berlin chở đến Brno của Cộng hòa Séc và sau đó ngủ đến một đêm. Thì đến ngày 26 thì tháng 7 tháng 5 2017 từ đó lại đi xe tiếp tục sang bên Bratislava của Slovakia và được cho rằng là đưa lên chiếc máy bay mà ông Tô Lâm mượn của chính phủ Slovakia, nói rằng để đi công tác nhưng thực tế là để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa ra. Đây là chính là hình ảnh của chiếc máy bay của ông Tô Lâm đã mượn. Đây các bạn thấy. Đấy. Đấy. Đây là hơi đây tôi quay lại nó một chút đấy để các bạn nhìn nó rõ hơn. Đây là khu vực mà xung quanh khu vực bắt cóc. Đấy. Đấy, vâng, đây là chiếc máy bay mà ông Tô Lâm đã mượn của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava về Moscow. Đấy, và sau đó là đổi máy bay về Việt Nam. Còn từ Moscow về Việt Nam dùng máy bay của hãng nào thì tất nhiên là cái điều đó là cảnh sát họ không tiết lộ tiếp bởi vì cái việc đấy điều tra chưa xong. Đấy, đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh. Và ngay sau đó rồi thì Tổng thống của Slovakia đã ra tuyên bố về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh liên quan đến an ninh của nước này. Thì đây là hình của ông tổng thống Slovakia. Ông ta đã phản ứng rất mạnh mẽ về cái việc này. Đấy là nếu mà lợi dụng máy bay của Slovakia để bắt cóc thì đây là lợi dụng lòng tin của chính phủ Slovakia nữa. Thì cái việc này liên quan không phải chỉ đến Đức mà liên quan cả với Slovakia và những cái nước khác nữa. Thì đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Và tất nhiên là ngoài ra thì có cái sự tiếp tay của những cái người cán bộ khác của Bộ Công an Việt Nam. Như các bạn thấy, đây là hình ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ, đó là ba người, là gồm có lúc đó là Thượng tướng Tô Lâm, rồi Trung tướng Đường Minh Hưng, rồi Trung tướng Lê Anh Dũng là những cái người mà đi trực tiếp trên chuyến máy bay đó, và họ biết cái vụ bắt cóc này. Thì nếu mà ai muốn tìm hiểu về vụ bắt cóc này thì có thể tìm gặp những cái người này, hoặc là những người công tác những người này hỏi thì biết ngay, thì sẽ biết ngay. Đấy, đây là hình giữa, và cái ông Đường Minh Hưng là người ở giữa, là người trực tiếp điều hành cái vụ bắt cóc này. Đấy, còn ở phía trên là một cái người đã từng làm việc cho chính phủ Slovakia, đó là ông Lê Hồng Quang, cựu đại biện lâm thời đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam. Ông Lê Hồng Quang này thì hiện nay đang trốn ở Việt Nam, bởi vì là ông Lê Hồng Quang biết rất rõ là chiếc máy bay đó đã cho ông Tô Lâm mượn như thế nào và sử dụng ra sao. Thì ông Lê Hồng Quang là cái người mà đã môi giới để mượn chiếc máy bay này. Thì hiện nay phía Slovakia vẫn đang điều tra, chưa xong. Đấy. Những cái việc điều tra này thì đương nhiên là sẽ còn kéo dài. Và tất nhiên là phía Đức thì họ sau cái phiên tòa xét xử, tòa thượng thẩm ở đây thì họ đã xét xử và tiếp tục sẽ có những cái thông tin mới. Thì tòa án liên bang họ sẽ tiếp tục có những cái thông tin, họ sẽ đưa thêm vào bằng nhân chứng hoặc bằng chứng để buộc tội những cái người tiếp tay cho mật vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh, hoặc là những cái người trực tiếp phụ trách của bắt cóc này. Và bà, đây là hình ảnh bà Schlagenhauf, bà luật sư của Trịnh Xuân Thanh. Bà có gửi thư cho chúng tôi và bà nói rằng là hiện nay ông Trịnh Xuân Thanh vẫn bị tạm giam bệnh giữ tại B14 tại Hà Nội, và bà ta vẫn đấu tranh cho cái việc ông ta phải được trả lại tự do. Cũng như là Bộ Ngoại giao của Đức cũng đã gửi thông tin cho tờ Thời báo.de trước đây ít ngày, và Bộ Ngoại giao cũng nói rất rõ quan điểm của Bộ Ngoại giao Đức rằng là Bộ Ngoại giao không có thông tin nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh đã được trở về Đức. Thì có nghĩa là họ xác nhận là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị không phải ở Đức. Đấy, còn ở đâu thì bà luật sư Schlagenhauf bà đã nói rồi. Đấy là thông tin vậy. Và còn bây giờ cái cô Đỗ Thị Minh Phương thì sao? Đấy các bạn xem, cô Đỗ Bình Phương là người tình của ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị bắt cóc cùng thời điểm đó. Thì ngay lập tức trong buổi tối bị bắt cóc đó thì cô Đỗ Thị Minh Phương đã bị gãy tay và phải bó tạm tay để bay lập tức cùng hai người Việt, một người là làm việc ở đại sứ quán Việt Nam, một người là mật vụ Việt Nam, để bay về Việt Nam luôn lập tức. Và sau đó rồi cô ta điều trị ở bệnh viện Việt Đức khoa xương, và sau khi bị Việt Đức sau một thời gian thì cô ta phải chuyển đến bệnh viện 108. Theo đấy là theo cái tường thuật của người bạn gái của cô Đỗ Thị Minh Phương nói như vậy. Nhưng mà sau khi mà đó thì mất liên lạc, tức là cô Đỗ Thị Minh Phương không liên lạc với người bạn gái này nữa, và cũng không ai biết cô Đỗ Thị Minh Phương ở đâu, cũng không nhìn thấy cô ta làm việc ở Bộ Công Thương nữa. Và ngay cả người bạn gái của cô Đỗ Thị Minh Phương đã cho người về tận nhà của cô Đỗ Thị Minh Phương ở Hải Phòng để tìm, thì những cái gia đình, tức là bố mẹ và bản thân cô Đỗ Thị Minh Phương cũng không còn ở đấy nữa, tức là họ cũng dọn đi hết rồi, chuyển đi đâu mất tích luôn, không biết nữa. Thì không biết là cô Đỗ Thị Bình Phương hiện nay, tức là cái thông tin cuối cùng là bị ám sát, hoặc cả nhà bị ám sát đi, hay là họ đã chuyển đi đâu. Thì với cái hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ ở đây, với những cái ảnh này thì các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cô Đỗ Thị Bình Phương, cũng như là hỗ trợ họ, nếu biết thì có thể đưa ra làm những cái nhân chứng, nếu họ có thể sang Đức làm nhân chứng cho vụ bắt cóc này thì đấy là điều rất tuyệt vời. Đây là hình ảnh cô Đỗ Thị Bình Phương và bây giờ đã mất tích. Cái lần cuối cùng mà liên hệ được với cô ta là tại bệnh viện 108 của quân đội, và nhiều người đã canh gác cô ta ở đó, cho nên là việc tiếp xúc rất khó. Và cả nhà của cô Đỗ Thị Minh Phương ở Hải Phòng cũng mất tích luôn, tức là không còn ở chỗ cũ, và đến đây hỏi không ai biết đi đâu cả, hoàn toàn mất tích luôn. Đấy, và có những thông tin khác cho rằng là cô Đỗ Thị Minh Phương có là người nhà của một cán bộ cấp cao của Bộ Công an tại Hải Phòng. Đấy. Và tất nhiên để thưởng công cho cái việc này, vụ án bắt cóc này, thì cuối cùng là ông Tô Lâm là cái người đã từ rất lâu, ông ta là Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ là thượng tướng, nhưng mà sau vụ án bắt cóc này thì ông Tô Lâm đã được phong thêm một sao nữa, tức là thành đại tướng. Đấy, đại tướng bắt cóc. Đấy, đây là ông Tô Lâm. Và hiện nay ông Tô Lâm thì vẫn là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên ở Đức và các nước châu Âu thì họ gọi đây là đại tướng bắt cóc, bởi vì là ông ta đã gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng, đi vào lịch sử luôn. Và những cái điều này vẫn là rất nhiều những cái thông tin mà chưa được biết, thì chắc chắn sẽ ra ánh sáng trong thời gian tới khi vụ án tiếp tục được xét xử, và những cái khi Việt Nam của chúng ta trở nên dân chủ và tự do hơn. Và tất nhiên ông Tô Lâm không phải là cái người duy nhất biết vụ án này mà người đứng đầu và cái người mà theo như những cái lời khai trước tòa lại là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng các bạn thấy đấy. Tại vì ông Tô Lâm không thể tự làm một mình những cái việc này đấy. Bởi vì sao ông Trịnh Xuân Thanh khi sang Đức thì ông ta viết rất nhiều những cái bài viết và ông ta trả lại thẻ đảng và ông ta không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng này nữa. Đấy, ông Nguyễn Phú Trọng đây. Và các bạn cũng đã thấy rồi, trong thời gian vừa qua, mặc dù bệnh rất nặng, mặc dù có nhiều cái vấn đề về sức khỏe, nhưng mà tuổi rất cao, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ một lúc hai ghế là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Nhưng mà ông ta làm không nổi, cho nên là thỉnh thoảng ông ta mới xuất hiện. Thời gian gần đây chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi. Đấy, và đi đứng thì rất là khó khăn. Đấy là cái điều mà rất là tệ cho người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam của chúng ta, khi có một cái lãnh đạo quá già, quá yếu và lại nhiều bệnh tật như vậy mà vẫn cố giữ lên cái ghế của mình mà không chịu chuyển đổi và chuyển giao cho người khác. Và đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng có thể có sự liên quan đối với sự vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này, thì là gồm ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi vì trong tòa án thì đã có những nhân chứng khai ra điều đó. Và ngoài ra thì có ông Tô Lâm thì là rất rõ ràng, bởi ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, là cái người mà chịu trách nhiệm đứng đầu về cái vụ việc bắt cóc này, và ông Tô Lâm là người rất biết rõ cái kế hoạch này. Thì những người nào mà gần gũi với ông Tô Lâm thì có thể hỏi ông Tô Lâm những cái thông tin khác và ông ta có thể chia sẻ thêm. Nếu mà ở những cái diện hẹp thì ông ta có thể chia sẻ thêm. Vâng, và tất nhiên là sau vụ án bắt cóc này thì phía Đức đã đình chỉ đối tác quan hệ chiến lược và hạn chế rất nhiều những cái hợp tác với Việt Nam, và điều đó đem lại những cái thiệt hại không phải chỉ cho một số cái hoạt động chính trị của những quan chức cấp cao, mà phần lớn là nó ảnh hưởng đến cái đời sống, đến cái môi trường và đến với cái đầu tư của Việt Nam, cũng như là đến cái uy tín của Việt Nam đã bị mất sau cái vụ bắt cóc này. Và tất nhiên vụ án này vẫn chưa kết thúc, và khi có những thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn để các bạn cùng biết. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay, nhân 2 năm, đúng 2 năm ngày ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, 23 tháng 7 năm 2017, 23 tháng 7 năm 2019. Và các bạn hãy để lại những câu hỏi ở ngay dưới YouTube, Facebook này và dưới những cái bình luận để chúng tôi có thể tìm hiểu và giải đáp với các bạn trong thời gian gần nhất. Trung Khoa, Thoibao.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối hạnh phúc và an lành. Hẹn gặp lại các bạn.